Chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh Vivian Nguyễn TV. Hôm nay mình sẽ vào bếp cho cùng với cả nhà nấu món bún bò Huế nha cả nhà. Thì bây giờ ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một cái ký hai bắp bò nè. Bắp bò này thì mình mua ở trong freezer, mình không có chọn lựa được nha cả nhà, nó cứ đóng cục đá vậy đó, mình mua mình đem về thôi. Mình thấy cục nào đó lớn mà nó vừa tròn tròn là mình lấy mình về, mình cũng luộc sơ rồi nè. Một chút mình bỏ vô trong cái nồi nước lèo ha. Còn đây mình chuẩn bị sẵn 800g giò heo nè. Ở bên đây thì nó bán, mình cũng luộc sẵn rồi nha, nó bán như vậy, nó cắt lọn sẵn thì mình về mình chỉ rửa sạch sẽ rồi mình cạo ba sơ ba cái lông ở ngoài nè. Đó, mình trần sơ rồi nha, mình để chút mình bỏ vô nồi nước lèo ha. Bên đây thì mình chuẩn bị sẵn một lọn sả nè. Sả này ở nhà mình trồng, mình bỏ cho bây giờ mình cắt ra rồi bây giờ mình để sẵn nè cả nhà. Đó. Mình không có nấu bằng cái chả chiên ha, mà đây mình nấu cái bằng cái chả lụa nha cả nhà, nấu ăn kèm với nó chả lụa. Rồi mình chuẩn bị đây sẵn nè, đây có gia vị nấu bún bò Huế nè, có loại cục chứ có loại vịt ha, có hai loại mà mình nấu một loại thôi. Còn đây là cái vịt bún, bún bên đây thì nó loại bún bò Huế nó có nhiều size cả nhà, muốn ăn cộng lớn thì nó có cộng lớn, mình thì cái cộng này thì nó vừa nè, cái cộng này cái size lớn thì vừa lớn thôi chứ không lớn lắm ha. Trước khi mà mình đem mình luộc cái cả nhà thì mình ngâm sơ đi ha cho nó lẹ chút, luộc cái bún này nó hơi lâu nha, cái cọng bún nó về nè cả nhà. Đó, mình ngâm sơ nó đi ha. Mình cũng chuẩn bị rau rồi sẵn hết trơn rồi, mình bỏ bắp chuối rồi mình bỏ trong tủ lạnh á, chút mình đem ra mình xem cho cả nhà. Bây giờ mình đem qua mình luộc, mình bắt cái nồi nước lèo bên đây rồi cả nhà. Giờ mình bỏ bắp bò vô ha. Bỏ giò vô luôn. Bây giờ bên đây nó cũng hơi lâu mềm nha. Mình làm nó mềm thì mình luộc ra cho gì cho nó thơm chung với nước lèo nha. Rồi mình bỏ cái lọn sả vô luôn nha cả nhà. Đó mình trụng. Mình để đây cho mình hầm khoảng chừng 40 mấy phút à. À nó mềm rồi nha cả nhà. Bỏ sơ mình nêm đậm với gia vị vô trước đi ha. Cho vô đây 4 muỗng canh vừa nha. Hai muối nha cả nhà. Hai muỗng canh muối. Hai muỗng cà phê muối nha. Như nữa muỗng cà phê bột ngọt ha. Mình bỏ đây mình hầm lên cho khoảng chừng 40-45 phút cả nhà cho nó mềm đi. Rồi mình bắt đầu mình mới làm tiếp cả nhà nha. Giờ mình bắt cái nồi nước ở bên đó đựng mình luộc bún nha cả nhà. Bún thì giờ mình cũng ngâm sơ rồi ha. Mình chuẩn bị sẵn rồi, nói đây sơ qua cái rau cả nhà ha. Bên đây mình chuẩn bị sẵn rau Huế với lại rau răm rồi. Ở bên đây chuẩn bị bước qua mùa đông rồi nên rau có gì mình xài cái rau đó ha. Còn bắp chuối thì bên đây nó cũng có bán cái bắp chuối cả nhà, nó vô sẵn nó gói sẵn nhưng mà không biết cái bắp chuối gì nha, nên lúc mà mình làm ra thì nó cũng đen, mình ngâm chanh rồi đó. Đây cái bắp chuối mình cả mình tự mình cắt, mình mua sẵn rồi mình về mình cắt ra cả nhà, mình làm trước nha. Phải làm nó hơi lâu rồi phải lượt ba cái hộp ra bỏ, tại cái hộp làm như bên đây không phải bắp chuối hộp đâu, mình nghĩ là bắp chuối xứ chuối gì đó, người ta có chuối gì thì người ta bán chuối đó, miễn ăn được thì thôi ha. Cái này nó Florida nó trọng dạ nó cũng ngon lắm, nhưng mà có một cái nó có hộp nhiều thì nó hơi nhẵn nhẵn thì mình lượt cái hộp ra mình bỏ bớt thôi nha, ba cái chuối non á ăn thì cũng ngon đó. Bây giờ mình qua mình luộc bún nha, sôi quá rồi nè, mình bỏ vô mình luộc, luộc tới khi nào mà cọng bún nó mềm mà được cả nhà. Mình phải để cho nó sôi nó đỡ ra cái chất bột, còn nếu mà nó không sôi mình bỏ vô mình luộc trước á cái chút nữa hả nó ra cái chất bột dữ lắm luôn á. Xong còn để mình nói sơ qua cái nồi nước lèo ha. Nồi nước lèo hồi nãy á mình có bỏ sơ qua miếng sa tế cả nhà cho nó cái màu á. Sa tế thì này mình làm sẵn rồi, mình để sẵn trong tủ lạnh mình lấy ra mình xài, mình có bỏ vô chút nữa mình bỏ thêm vô đặng cho nó cay ăn nó ngon ha.
bỏ vô dừa cay thôi chứ cũng không cay lắm, tại vì cay quá thì con mình nó ăn không được. Còn ai muốn nhà mình muốn ai muốn ăn cay thì mình bỏ thêm sao tế ha. Sao quá để mình bớt lửa để nó dăng cái này cho nó được ấm lên. Nó còn cái phần cái bịch nước bột mà gia vị bún bò Huế giờ mình đổ vô nha cả nhà. Mình khỏi mất công, mình ở bên đây nó bán cái loại này mình nó tiện lắm. Mình khỏi mất công mình phải làm cái nấm ruốc gia vị nó vô dầu màu điều rồi ha. Còn này mình cứ có rồi mình đổ vô nó thơm, nó đủ cái gia vị trong đây ha. Tiện lắm luôn. Đó, bây giờ mình chỉ việc mình ninh ninh cho thịt nó khi nào nó mềm thì thôi ha. Nó mềm thì chút nữa mình vớt ra mình cũng sắc mình cũng bỏ vô. Theo như bên đây mình hầu như nhà nào cũng vậy đó. Khi mà bún bò Huế mà nấu chín rồi bắt đầu người ta mới lấy thịt ra, người ta cắt miếng miếng người ta thả lại trong nồi. Bạn cho nó tiện trong việc cả gia đình nó dùng nó ăn hoặc dùng ăn. Hoặc là khi mà mình không ăn nữa thì thịt nó vẫn để trong nồi nó vẫn còn thơm. Chứ nếu mình bỏ vô tủ lạnh thì nó nghe cái mùi tủ lạnh á, mùi nó không có ngon ha. Đó, bây giờ mình chờ cho thịt nó mềm nha cả nhà, với lại bún nó xong thì tự mình xả ha. Cái giò của mình bây giờ bắt đầu nó chín rồi đó cả nhà, nó mềm rồi đó. Nó mềm mình rớt ra được rồi, đừng có để nó mềm quá nó không có ngon ha. Vớt ra rồi chút nữa thịt nó chín rồi xong rồi mình mới chế thêm nước dừa, hoặc là nếu mình có miếng nước bếp rót đó cả nhà, mình đổ vô rồi mình hầm lên rồi xong rồi bắt đầu mình nêm nếm lại là nó xong ha. Bây giờ để mình vớt cái giò ra trước, giò nó mềm ngon quá. Muốn nó giòn ngon thì mình chế nước lạnh mình ngâm qua nước đá thì nó ngon, nhưng mà này tại vì nhà mình ăn mình muốn giò nó mềm cả nhà nên mình khỏi cần phải ngâm, mình để lên cho nó ráo một chút nữa khi mình nấu xong mình bỏ nó lên, ngon quá luôn. Thơm ghê luôn, mùi xả nó thơm quá. Rồi bây giờ chờ chút xíu nha cả nhà, cho cái bò của mình nó mềm ha. Nó mềm, nó vừa mềm rồi, bây giờ mình muốn cho nó mềm nữa nha. Khi cái thịt bò của mình bây giờ nó cũng mềm rồi cả nhà. Để mình vớt ra nha. Nãy như mình nói là mình vớt nó ra rồi mình xắt mình ăn chút nữa rồi mình cũng xắt từ miếng mình thả lại trong nồi nha cả nhà, mình cho nó thơm ha. Rồi để ra cho nó nguội. Rồi mình chuẩn bị sẵn lon nước dừa nè. Bây giờ để mình nêm lại cả nhà. Mình chuẩn bị sẵn nước mắm, mình không có nêm mắm ruốc mà mình nêm nước mắm nha. Mình thêm vô muỗng canh đường. Tại nước dừa của mình là nó hơi ngọt nha. Đây nó bán nhiều lắm cả nhà, nó bán đủ thứ loại hết á, nhưng mà nhà mình thì ăn loại này thì mình thấy nó ngon ha. Cũng trắng lắm. Rồi.
đó, ở bên Việt Nam mình ăn bún mù Huế của mấy tiệm của người Trung á, người ta có thêm cái loại chả gì gói bằng cái lá chuối á, chả tiêu chứ gì đó, thấy ăn cũng ngon á. Nó hơi nóng nha. Bắp bò bên đây thì người ta bán, người ta vô từng cục, ta gói lại, ta ráp lại xong, ta bỏ vô freezer cả nhà. Nên mình không có lựa được, mình cứ mua theo kiểu như mình thấy cục nào mà nó bự là mình mua, nó tròn là được. Còn nếu mà mua nhỏ thì cái phần đó là cái phần bò, bắp bò nó bị dụng dụng á, nó còn hơi nóng ha. Ngon quá ha, ha. Bò nó nở dễ sợ luôn á. Ở bên đây thì bún mù Huế mình không biết sao, thấy lúc mình qua bên đây mình thấy mấy anh mấy chị bên đây nấu thường thường có huyết, mình không biết sao đã nấu có huyết, nhưng mà nhà mình thì không có nấu huyết nha cả nhà. Mỗi người mỗi cách mà em, mình thì mình không biết sao ta nấu huyết, mình không có nấu thôi. Còn có người thì ta nêm mắm ruốc, có người thì ta ăn nước mắm. Nhà mình thì đa số là tự làm tương cả nhà, xào tương ăn. Nhưng mà hôm nay mình ăn nước mắm mặn nha. Nóng ghê luôn á. Đây là đũa. Thôi được rồi anh, xong rồi. Em dặn ra đũa, nó còn cái xương à. Thơm ghê luôn. Bắp bò thì đa số thì chợ châu Á bán cả nhà. Còn chợ Mỹ không có bán bắp bò. Mình không biết sao, mình không biết, nhưng mà thấy từ lúc mình qua tới bây giờ là mình thấy, không có thấy nó bán bắp bò nha. Đó, bây giờ xong rồi nè cả nhà ha. Ngon ghê luôn nè. Bánh thịt. Cái gân nó nở lắm luôn á. Ăn nó béo thì thôi luôn á nha. Đó, bây giờ mình chờ cho nước lèo mình nó sôi cái rồi mình nấu nước, nấu tô bún. Bây giờ mình chuẩn bị mình nấu bún nha cả nhà. À, bún của mình nãy mình lấy xong mình lộn, mình lọn nè. Ngon ghê không? Nguyên cọng luôn á cả nhà. Mà nó ráo nữa nè. Đó. Lấy hai chiếc cái, nó hơi lớn, cái tô hơi lớn ha. Này còn thơm quá cả nhà. Hôm nay mình bắt trước tiệm bán nha, mình chắc ra ha cho nó nóng. Mà con bún của mình á, tắm nước lèo nó thơm nữa. Đó. Nghe thơm không anh? Thơm. Cái đói bụng liền ha. Không kịp. Đó. Để mình đem quá. Ngon không anh? Ngon. Wow. Mình thấy cái là mình đói bụng liền á cả nha. Đó. Giờ mình bỏ chả lên ha. Đây, trời ơi. Tuyệt vời luôn. Vì nhà mình, con mình nó ăn cay không có được nhiều đó, nên mình để sa tế riêng đó. Ăn khi mà ăn cay thì tự ai muốn ăn cay bao nhiêu thì bỏ bao nhiêu ha. Trời ơi, ngon anh. Tuyệt vời luôn cả nhà ơi. Đó. Này. Chất lượng.
Bây giờ cái món bún bò Huế của Viva Anh Nguyễn TV đã hoàn thành rồi đó nha cả nhà. Cuối cùng mình chúc cả nhà một ngày vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Mong cả nhà hãy vào video clip của Viva Anh Nguyễn TV để cùng like, cùng share và cùng chia sẻ với mọi người. Nhớ đăng ký giúp mình nha cả nhà. Chân thành cảm ơn nhiều. Thân ái và chào tạm biệt.